Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay Kingmax Pro xin giới thiệu với tất cả các anh chị và các bạn một sản phẩm mà Kingmax Pro chúng tôi mới phân phối, đó là sản phẩm gọng kính kết hợp với lại kính râm, kính 2 trong 1, vừa là kính có thể sử dụng để cho những người bị tật về mắt là cận thị và vừa có thể là sử dụng làm kính râm khi đi chơi và khi đi đường để chống chói. Cái này nó có đặc điểm đó là nó rất là thuận tiện cho chúng ta, đó là nó có thể sử dụng cho hai mục đích khác nhau. Nó không giống như cái loại cận râm, khi chúng ta cắt mắt cũng là một chiếc kính, như không mà khi chúng ta cắt mắt cận râm ấy thì nó sẽ là kính râm và chúng ta sẽ sử dụng được khi đi chơi thôi. Còn đối với cái sản phẩm này thì các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng như một chiếc kính cận bình thường, và khi nào chúng ta cần nó thành kính râm thì nó sẽ thành kính râm. Như vậy là nó sẽ rất là tiện lợi. Ok, và đây chính là 3 mẫu mà Kingmax Pro đang phân phối, thì giá cả sẽ cực kỳ hợp lý và phải chăng. Chúng tôi là chuyên phân phối những sản phẩm mà đạt cái chất lượng cao nhất đến tay người tiêu dùng. Thì chúng ta sẽ có 3 màu, đó là màu gọng đen này, đen hoàn toàn như thế này. Một cái là màu bạc, màu gọng bạc. Và một cái là màu gôn hồng, màu vàng hồng. Đó, 3 màu như thế này. Thì đây, trên tay của mình lúc này đây là cái sản phẩm đã lắp cái màn râm của nó. Đó, và nó sẽ thành một chiếc kính râm như này. Đây là 3 chiếc kính râm nhé. Và sau đây mình sẽ tháo cái màn râm của nó ra, và nó sẽ chính là một chiếc gọng kính cận. Và khi mua sản phẩm này thì các bạn về sẽ cắt cái mắt cận của mình về vào, và sau đó là khi nào cần râm thì sẽ lắp cái màn râm vào. Và đây mình sẽ thử tháo ra nhé. Ok, mình sẽ thử tháo cái màu bạc này ra. Thì khi tháo thì nó cũng tháo rất là dễ thôi. Thì đầu tiên là mình cứ tháo, các bạn cứ mới đầu có thể sẽ hơi bỡ ngỡ, nhưng mà khi sử dụng dài thì các bạn sẽ cảm thấy rất là dễ khi tháo nhé. Thì đã lắp mình sẽ nói, và bây giờ khi tháo ra ấy thì đây là sẽ có 2 màn này, đây là sẽ có 2 lớp này các bạn nhé. Trước mắt là sẽ có 2 lớp, nó sẽ có 2 lớp, một lớp râm và một lớp kính bình thường, một gọng kính bình thường. Tháo ra thì mình sẽ cái phần cong này, mình sẽ gạt cái phần cong này xuống, đó nó sẽ tự giật ra, nó cũng không có gì phức tạp cả, rất là dễ. Thì bạn hoàn toàn có thể tháo lắp được. Đó, mình đã tháo, đây mình đã tháo ra, đây chính là cái màn râm của nó, và đây chính là chiếc gọng kính của chúng ta, rất là đẹp nhá, bằng hợp kim. Ok, còn 2 cái màu này thì nó là tùy chọn thôi. Bây giờ mình sẽ tập trung đi giới thiệu về cái gọng màu bạc này nhé. Trước mắt là về cái phần gọng kính đi. Đây là chiếc gọng kính thì nó có kiểu dáng rất là trẻ trung và sang trọng, kiểu dáng là tròn nhưng hơi vuông vuông một chút. Chiếc gọng nó rất là đẹp đấy, nó rất là đẹp, đeo vào thì sẽ tạo nên sự trẻ trung cho người sử dụng. Và cái gọng của nó là bằng hợp kim nhé. Gọng càng về chất liệu thì là bằng hợp kim, không gì, chắc không gì. Càng kính thì khá cứng, không mềm, không phải là kính mềm, khá cứng, nhưng mà rất là chắc chắn. Ok, đó là về cảm quan bên ngoài. Còn bên trong thì đệ mũi cũng rất là chắc, nói chung là rất là chắc, và cái nước sơn rất là bóng, giống như inox ấy. Ok, và đây là mẫu ở bên trong của kính, thì cái này không có. À đây rồi, mình nhìn thấy rồi, trong một kính có mã sản phẩm là 80002, 80002 C6, và size của kính là 54-17-144, size kính là 54-17-144 nhé. Như vậy là số đo cầu mắt kính là 54, cầu kính là 17 và càng kính là 144. Rất đẹp, cái này rất đẹp. Đẹp cả từ chúng ta sử dụng cho mục đích là mắt cận và sử dụng là kính râm. Ok, mình đã giới thiệu sơ qua về cái gọng của nó, và đây chính là cái màn râm. Màn râm thì tất cả các màn râm của cái mẫu này đều là màn râm màu đen. Đen nhưng mà nó hơi của cái màu bạc, của kính bạc và của kính màu đen thì nó sẽ là đen. Nhưng mà nó cái độ râm nó cũng sẽ khác nhau nha các bạn. Ví dụ như kính màu đen này thì cái độ râm nó sẽ là đen hẳn, còn cái màu bạc thì nó sẽ nhạt hơn một tí.
đó. Và cái màu hồng này thì cái màu gôn hồng theo gọng ấy thì nó sẽ hơi 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 có màu hồng gôn luôn, tức là cái màu râm nó sẽ tương xứng với cái gọng kính đó. Về cái độ màu râm này thì đeo, mình đeo thử và cảm giác nó rất là chắc, à nó rất là, không phải là chắc mà nó rất là trong mát, nó rất rất là ổn. Về cấu tạo thì cũng không có gì đơn giản, nó cũng chỉ là bằng hợp kim thôi. Cái này khá là mềm, nó mềm như thế này để chúng ta tháo nắp cho nó dễ nha các bạn, tháo nắp dễ. Và chúng ta sẽ có bốn cái chốt liên kết, bốn chốt liên kết như này. Mỗi mắt sẽ có hai chốt liên kết để liên kết với lại cái gọng kính của chúng ta đó, liên kết với gọng kính rất là chắc nhá. Ở cái chốt liên kết này đều được bọc nhựa hết nhá các anh chị và các bạn, tất cả các chốt liên kết đều được bọc nhựa hết để tránh cái gì, tránh cái vấn đề đó là khi chúng ta lắp tháo lắp ấy, nó sẽ có thể là gây ảnh hưởng bị xước đến gọng và mắt kính, nên là nó đều bọc nhựa hết. Các bạn hoàn toàn yên tâm là sẽ không bị xước và tháo lắp rất là dễ. Và bây giờ mình sẽ lắp cái này cho các bạn xem nhé. Để lắp cái này, đầu tiên là chúng ta sẽ lắp một cái mắt bên mắt trước đó, sau đó chúng ta sẽ lắp một cái mắt bên này sau đó, lắp như này đó. Chúng ta sẽ lắp ba chấu vào, sau đó còn cái chấu này thì chúng ta sẽ gạt nó chéo xuống như này, bởi vì cái phần gọng, cái cong này của kính này nó có thể thay đổi được. Chúng ta sẽ lợi dụng cái phần cong này để lựa nó vào đó, mình sẽ gạt nó xuống như thế này đó, mình sẽ đưa nó vào đó. Như vậy là xong, mình đã lắp xong và nó đã biến thành từ một cái kính cận, chúng ta sẽ biến thành một cái kính râm như thế này đó, các bạn thấy không? Cái kiểu dáng của cái kính này thì lên khuôn mặt cực kỳ đẹp, phù hợp với gần như tất cả các khuôn mặt. Và đây bây giờ mình sẽ thử cái độ bám của nó nhá, cực kỳ chắc, không thể rơi ra được. Mình sẽ lắc thử này, không bao giờ rơi ra được, cực kỳ chắc chắn. Ok, vâng. Và cái sản phẩm này thì chúng tôi đang phân phối với cái giá cực kỳ hấp dẫn. Và để mua cái sản phẩm này thì các bạn sẽ kéo xuống phần mô tả của video, và mình đã để sẵn cái link mà kính Mac Pro chúng tôi đang phân phối. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.